Cách bảo quản nguyên liệu. Phải lựa chọn nguyên liệu có nguồn gốc xuất xứ, thì bất cứ khi mua bất cứ nguyên liệu trái cây ở đâu thì phải coi nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, không mua những trái cây hoặc nguyên vật liệu không rõ nguồn gốc. Và đặc biệt khi mua trái cây thì phải mua những đồ tươi mới, không mua những đồ hư hoặc bị dập. Thì khi mua nguyên vật liệu thì mình phải xem hạn sử dụng, thì tuyệt đối ở đây tôi khuyên các bạn thì hạn sử dụng ít nhất phải còn 2 tháng hoặc 3 tháng trở lên mới mua, còn dưới 2 tháng là tuyệt đối mình không nên mua. Giá tốt thì khi mua bất cứ nguyên vật liệu thì mình phải coi giá nhiều cửa hàng, nhiều quầy mình sẽ lựa ra. Tại khi đây mình mua là mình mua rất là nhiều số lượng lớn thì sẽ được giảm giá. Bảo quản hàng đông lạnh đối với kem, whipped cream thì lúc nào phải để trong tủ lạnh tuyệt đối, để ngay vô tủ đông, nếu mà chúng ta để ngay tủ mát thì sẽ bị hư. Hàng tươi như là trái cây, rau củ, các bạn lưu ý đối với trái cây, rau củ các bạn không được quyền để trong tủ đông thì nó sẽ hư trái cây. Lưu ý để nhiệt độ từ 6 cho đến 8 độ. Hàng khô gồm có đường, trà, cà phê, cacao để những nơi thoáng mát, không có ẩm thấp. Hàng bao bì như là nước ngọt, sữa tươi, sữa đặc thì để những nơi dễ lấy, dễ sử dụng, tuyệt đối không để tránh bao bì bị mốc, bị rách. Xin hẹn gặp lại các bạn vào bài tiếp theo.